quản trị viên của câu lạc bộ, chúng ta đang bước lên sân khấu để ra mắt chào hỏi các quý vị, các vị quan khách cùng toàn thể các anh chị em thành viên trong câu lạc bộ. Đề nghị quý vị chúng ta ngồi dưới căn phòng hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các anh chị. Vâng, xin cảm ơn. Đề nghị chúng ta hãy đồng một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón và cảm ơn các anh chị tập thể ban lãnh đạo của câu lạc bộ, giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện của các câu lạc bộ bạn lên chúc mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện câu lạc bộ Yêu Ca Hát Sông Hồng sẽ có những món quà, những lăng hoa tặng thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe. Xin mời các anh chị chủ tịch, phó chủ tịch, cố vấn sẽ nhận lãng hoa chúc mừng từ phía đại diện câu lạc bộ Yêu Ca Hát Sông Hồng. Đề nghị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn câu lạc bộ bạn. Tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện câu lạc bộ Đam Mê Trong Tim Tôi có lãng hoa chúc mừng cho câu lạc bộ. Hiện câu lạc bộ Đam Mê Trong Tim Tôi có lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho câu lạc bộ. Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn đơn vị bạn đại diện câu lạc bộ Đam Mê Trong Tim Tôi. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện câu lạc bộ kết nối yêu thương Thái Nguyên Bắc Cạn sẽ có những bó hoa lãng hoa thật tươi thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ chúng ta ngày hôm nay. Xin mời các anh chị chủ tịch, phó chủ tịch và ban cố vấn của câu lạc bộ sẽ nhận lãng hoa tươi thắm từ phía câu lạc bộ bạn. Thay mặt cho ban tổ chức, ban lãnh đạo của câu lạc bộ, xin được cảm ơn những tình cảm của đơn vị bạn câu lạc bộ kết nối yêu thương Thái Nguyên Bắc Cạn. Và tiếp theo, xin được mời đại diện nhà hàng Hoa Oải Hương sẽ có bó hoa và những món quà để chúc mừng cho câu lạc bộ nhân dịp sinh nhật ngày hôm nay. Thay mặt cho ban lãnh đạo câu lạc bộ, xin được cảm ơn nhà hàng Hoa Oải Hương đã có những tình cảm dành cho chúng ta nhân dịp kỷ niệm sinh nhật hôm nay. Và có mặt trong lễ kỷ niệm tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ hôm nay, câu lạc bộ rất vinh dự trước sự hiện diện của nhà tài trợ Phong Lê Hùng. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Công Lê Hùng sẽ lên tặng quà cho hai thành viên xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Thành viên được nhận quà với danh hiệu thành viên xuất sắc nhất câu lạc bộ, ca sĩ Toàn Bùi, ca sĩ Hồng Đỗ. Xin mời hai ca sĩ cùng lên sân khấu để nhận phần thưởng. Thành viên xuất sắc nhất từ nhà tài trợ Công Lê Hùng, đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai ca sĩ. Đây là hai ca sĩ thành viên tích cực của câu lạc bộ đã được nhận quà với danh hiệu thành viên xuất sắc nhất. Một lần nữa xin mời quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn các ca sĩ của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị quan khách gần xa cùng toàn thể các anh chị em thành viên câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe đã có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên,
Kim Tuyến xin được thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị quan khách cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã có mặt trong ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trai yêu văn nghệ đời vui, gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa, bao nhiêu tình cảm thiết tha gửi vào câu hát lời ca ân tình. Cùng sở thích chung với tình yêu âm nhạc và niềm đam mê ca hát đã hội tụ các anh chị em từ trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam xinh đẹp để cho ra đời và thành lập nên sân chơi câu lạc bộ được mang tên Kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe. Trải qua một chặng đường phát triển, đến nay câu lạc bộ đã thu hút được số lượng lớn các thành viên tham gia, một con số vô cùng ấn tượng với gần 4.000 thành viên tham gia câu lạc bộ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng vui mừng phấn khởi có mặt tại đây để mừng lễ kỷ niệm sinh nhật 2 năm tuổi của câu lạc bộ và dành cho nhau những lời ca tiếng hát, những món quà âm nhạc đặc biệt ân tình. Vâng, ngay sau đây xin mời quý vị và toàn thể các thành viên chúng ta cùng đến với chương trình âm nhạc đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ. Chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Để mở đầu cho chương trình ca nhạc ngày hôm nay sẽ là ca khúc được mang tên Nối vòng tay lớn, sáng tác Trình Công Sơn, do tập thể các ca sĩ nam nữ trình bày. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Dừng núi giang tay đôi lại thiên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão tan quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối sông vòng Việt Nam, cờ lối gió đêm vui mỗi ngày, dòng máu nối con tim đồng loài. Dùng tình người trong ngày mới, thành phố nối dân xa vời vời, người chiến đôi lưu thiêng vào đời và nụ cười nữ chiến phố. Từ Bắc Phố Loan nổi hải biên xa, ta đi từ Đồng Hoa Khu vừa đến chui đồi. Vừa tới treo đeo tay ta vừa đeo, từ quê hương lên phố lớn nắm tay đôi liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng cờ xì, chọn bài cờ xì. Alo. Đôi mỗi ngày dòng máu lớn ngất tim đông loài, đồng nụ cười xây ngày mới, thành phố mới sáng sao vời vời, người đã chết thương tiếng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ Đồng Hoa Khu vừa đến núi đồi. Vượt ngang treo leo tay ta vượt đèo, từ quê leo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng cờ xì, cờ lối gió đêm vui mỗi ngày, dòng máu mưa con tim đồng loài. Dù tình người trong ngày mới, thành phố nối dân sao vời vời, người chiến đôi lưu thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Dòng máu nối con tim đồng loài, dừng nụ cười trong ngày mới, thành phố nối dân xa vời vời, người nhớ nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Đôi bồ câu đang bay về hương,
ngày hôm nay vai xanh vai trên không giờ. Không cưới được em.
lòng mình không thiếu tình tay đất. Xóa mờ niềm đau năm cũ,
anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cô đơn. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phải nhòa. Ta nối lại tình xưa sống trọn mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Xin cảm ơn tổng thể cả nhà mình ạ. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phải nhòa. Ta nối lại tình xưa sống trọn mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Chim về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Cảm ơn cả nhà mình ạ. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đau mấy con cân. Đắm hồ xoay đầm ta nuôi dòng nước ngon, để đàn hương nhỏ tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đấy bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bằng đôi núi lô nhô. Những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, mặn hồ vắng lại trong nắng trong mưa. Để người nên khổ như đất kia cằn khô. Cũng ngày phượng nở hai đứa mình cùng đi.
lần nữa xin cảm ơn các anh các chị rất nhiều ạ. Trong tương lai bàn tay một câu nói thôi, khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết toa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến nhuộm tiến đường. Lá thu chậm rơi từng nắng, nghe buồn buồn từng bước ai tìm về. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì ai. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn sớm quê vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về ai. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ưa lành trong mưa vì ai. Thì yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao giờ, giữa hoàng tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi ai. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh đã qua. Được thành lập vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, đến nay đã được tròn 2 năm đi vào hoạt động. Và ngày hôm nay, để đánh dấu một chặng đường phát triển của câu lạc bộ, ban quản trị cùng với các thành viên câu lạc bộ vui mừng, long trọng tổ chức buổi gặp mặt giao lưu kỷ niệm sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ Kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe. Vâng, thưa quý vị, về dự với buổi giao lưu gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta rất vui mừng và vinh dự trước sự có mặt của các vị quan khách và các thành viên câu lạc bộ. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Đại diện câu lạc bộ Đam mê trong tim tôi, đại diện câu lạc bộ Kết nối yêu thương Thái Nguyên Bắc Cạn, đại diện câu lạc bộ Yêu ca hát Sông Hồng,
nhà tài trợ Công Lê Hùng, đại diện nhà hàng Hoa Oải Hương đã đến dự và chúc mừng cho câu lạc bộ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ban lãnh đạo, chủ tịch Qua Đoàn Văn, phó chủ tịch Hương Bùi, phó chủ tịch Lan Anh, cố vấn Đào Nguyễn Thị, cố vấn Hồng Vũ cùng 43 quản trị viên và đầy đủ có mặt của các thành viên câu lạc bộ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, để chúc mừng cho sinh nhật của câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe trong buổi lễ ngày hôm nay và cũng là để khai mạc cho chương trình, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Qua Đoàn Văn, chủ tịch câu lạc bộ, sẽ lên phát biểu cảm ơn và khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, thay mặt cho câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe, cho phép Qua Đoàn Văn gửi tới đến các quý vị và các câu lạc bộ bạn cùng toàn thể các anh chị em trong và ngoài câu lạc bộ và các thành viên đang theo dõi trên trang câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Câu lạc bộ hân hoan chào đón, trân trọng hân hoan chào đón quý khách và các câu lạc bộ bạn cùng toàn thể thành viên trong và ngoài câu lạc bộ từ khắp mọi miền trên cả đất nước hội tụ về đây dự buổi lễ sinh nhật câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc cho hát cho nhau nghe lần thứ hai. Kính thưa quý vị, trong không khí tưng bừng của ngày sinh nhật câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc, mời Nam Bắc hát cho nghe lần thứ hai được sự nhất trí của ban quản trị lấy ngày 4 tháng 10 là ngày sinh nhật lần thứ hai. Kính thưa quý vị, câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nghe được hình thành lập từ ngày 23 tháng 8 năm 2018 đến năm 2020 là tròn 25 tuổi và các bạn cũng đã được chứng kiến từ đi lên của câu lạc bộ. Hai năm vừa qua, tuy không phải là dài nhưng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Trong câu lạc bộ có những thành phần không tốt, đã có những ý đồ xấu để mua chuộc các anh em và đã có những hành động không đúng. Nhưng trong câu lạc bộ là tất cả các anh chị em đều coi là một đồng lòng với câu lạc bộ, đã đưa câu lạc bộ đi lên dù có nhiều những cản trở. Nhưng vẫn đứng vững và phát triển mạnh, không ngừng để tạo lên một sân chơi lành mạnh cho những người yêu ca hát và được thưởng thức những lời ca tiếng hát của nhau, được những lời động viên và tặng hoa, tặng tin sau những ngày lao động mệt mỏi. Để có một sự tinh thần thoải mái, có một sức khỏe dồi dào và được giao lưu kết bạn, bạn bè bốn phương cùng được vui chơi, cùng được tham gia các hoạt động câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát trong nhau nghe hoạt động vào những giờ vàng mỗi tối hai ca sĩ và bình luận cũng được từ 2.000 bình luận trở lên. Câu lạc bộ chia sẻ không chia sẻ bán hàng và các clip ở bên ngoài vào và được sự cổ vũ của các thành viên rất đông. Điều đó chứng tỏ câu lạc bộ chúng ta đang hoạt động mạnh. Kính thưa quý vị, câu lạc bộ nhưng được như ngày hôm nay là ngoài sự nỗ lực của Khoa Đoàn Văn và Giao Nguyễn Thị và các phó chủ tịch Hương Bùi, Lan Anh, cố vấn Đào Nguyễn Thị và Hồng Vũ
là những đội ngũ và các quản trị viên luôn kề vai sát cánh, đoàn kết trên dưới một lòng, nhiệt tình tâm huyết, còn được sự ủng hộ của các thành viên, các bạn bè và gia đình và các câu lạc bộ bạn trong và ngoài nước. Tất cả đã tạo thành một sức mạnh để có sự thành công của câu lạc bộ. Khoa Đoàn Văn hy vọng câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc sẽ mãi lan tỏa khắp bốn phương, mãi là những điểm hẹn của những trái tim yêu âm nhạc. Một lần nữa, Khoa Đoàn Văn thay mặt câu lạc bộ xin cảm ơn tất cả các cá nhân, tập thể, các nhà tài trợ, những tấm lòng vàng đã ủng hộ cho câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc hát cho nhau nghe về tinh thần, vật chất để cho câu lạc bộ được long trọng và thành công. Xin cảm ơn các câu lạc bộ bạn đến dự buổi lễ và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các quản trị viên và các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp, chúc cho các quý vị có một sức khỏe dồi dào và chúc cho các gia đình, các anh chị em vui vẻ, hạnh phúc. Và xin hết ở đây. Cảm ơn. Một lần nữa, xin được cảm ơn và chúc cho đồng chí Chủ tịch luôn luôn mạnh khỏe. Chúc các đồng chí Phó Chủ tịch, Cố vấn cùng Ban Quản trị sẽ ngày càng xây dựng, chung tay xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển đi lên trong những chặng đường sắp tới. Vâng, để tiếp theo chương trình ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện và lên sân khấu của chị Chủ tịch Hương Bùi, nhà tài trợ chính câu lạc bộ sẽ lên phát biểu cảm ơn. Đề nghị quý vị hãy dành cho chị chào đón bằng một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa Chủ tịch Khoa Đoàn Văn, kính thưa Phó Chủ tịch An Anh, thưa Phó Cố vấn Đào Hữu Thị và thưa Cố vấn Hồng Vũ, kính thưa các đại biểu và các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em đang có mặt kỷ niệm sinh nhật câu lạc bộ tròn 2 năm tuổi. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới các quý khách cùng toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ. Xin cả nhà mình tràng pháo tay ạ. Vâng ạ, hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2020, được sự nhất trí của Ban Quản trị, Ban Tổ chức, trong không khí phấn khởi vui mừng của các thành viên câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc cũng như các vị khách quý, chúng ta không quản ngại đường xá xa xôi để về đây hân hoan chào đón ngày lễ kỷ niệm câu lạc bộ tròn 2 năm tuổi. Đây là sự kiện họp mặt ngoài đời mang ý nghĩa sâu sắc về tình cảm giữa con người với con người, một sân chơi lành mạnh để chúng ta, những người cùng chung đam mê ca hát, hàng ngày hàng giờ được mang lời ca tiếng hát trao đi niềm vui và gửi đi những nỗi buồn, cùng nhau chia sẻ vượt qua mệt nhọc, áp lực công việc, áp lực lao động để vươn lên trong cuộc sống còn những bộn bề khó khăn. Kính thưa Chủ tịch, kính thưa toàn vị, quý vị, thưa toàn thể anh chị em, nhìn lại 2 năm qua kể từ khi được thành lập câu lạc bộ tới nay, câu lạc bộ ta đã khẳng định được vị thế của mình. Trên mạng xã hội có hàng ngàn câu lạc bộ tương tự như chúng ta, nhưng được sự yêu mến của anh chị em trong câu lạc bộ và đội ngũ Ban Quản trị, đội ngũ Ban Quản trị chúng tôi đã và đang chèo lái con thuyền âm nhạc đi đúng hướng, vượt qua những thăng trầm thử thách để đến được hôm nay. Chúng ta đã thu về được những trái ngọt, dâng lên chào đón mừng kỷ niệm 2 năm ngày thành lập câu lạc bộ. Xin các vị một tràng pháo tay ạ. Ban quản trị cũng đã duy trì đều đặn và có nề nếp, có chất lượng khi các thành viên lên sóng trên khung giờ vàng, được khán giả trong và ngoài câu lạc bộ tương tác rất nhiệt tình. Câu lạc bộ chúng ta đã lôi cuốn được rất nhiều thành viên từ khắp mọi miền Tổ quốc, vươn xa nữa là đã có rất nhiều thành viên đang học tập và lao động tại nước ngoài. Một điều đặc biệt, nhiều thành phần xã hội từ nông thôn đến thành thị
từ bác sĩ đến dân cày, từ các vị lão thành đến các cháu 18 đôi mươi đều mang chung niềm đam mê ca hát, cùng chung tay xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh. Đây là kết quả đáng mừng để ban quản trị chúng tôi cống hiến tâm trí xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh hơn. Thay mặt ban quản trị, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các anh chị em quản trị viên, toàn thể thành viên trong câu lạc bộ đã đóng góp công sức trong 2 năm qua để xây dựng câu lạc bộ được phát triển như ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã dành tình cảm đặc biệt để về đây tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ kết nối mọi miền Nam Bắc của chúng tôi. Hôm nay về với Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, với nhiều danh lam thắng cảnh cùng với những chiến công mà lịch sử đã ghi nhận, chúng ta long trọng kỷ niệm tổ chức sinh nhật câu lạc bộ tròn 2 năm tuổi. Thay mặt ban quản trị và ban tổ chức, tôi xin chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý thành viên có mặt trong khán phòng, cùng toàn thể các anh chị em, các thành viên đang theo dõi trên đường live của câu lạc bộ luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc buổi sinh nhật câu lạc bộ của chúng ta tròn 2 năm tuổi thành công rực rỡ. Cảm ơn tất cả các anh chị em, cảm ơn quý vị khán giả. Và tôi xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn bài phát biểu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Khương Bùi. Và để tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và toàn thể các thành viên chúng ta sẽ cùng đến với phần đặc biệt nhất, những giây phút quan trọng và được mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta ngay sau đây sẽ cùng đến với nghi thức cắt bánh chúc mừng sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ chúng ta. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Chủ tịch Khoa Đoàn Văn, Cố vấn Đào Nguyễn Thị, Phó Chủ tịch Lan Anh, Phó Chủ tịch Hương Bùi. Chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt bánh và mở rượu sâm banh khai tiệc chúc mừng cho sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ. Vâng, xin mời bộ phận âm nhạc sẽ mở to ca khúc chúc mừng sinh nhật để quý vị chúng ta sẽ cùng hát vang ca khúc chúc mừng cho sinh nhật của câu lạc bộ ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Xin được mời Chủ tịch Khoa Đoàn Văn, Phó Chủ tịch Hương Bùi, Phó Chủ tịch Lan Anh sẽ đang cùng thực hiện nghi thức mở rượu sâm banh khai tiệc chúc mừng cho sinh nhật. 1, 2, 3, we'll blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Xin mời quý vị ở dưới khán phòng, chúng ta hãy cùng đứng lên, giơ tay nhau vẫy tay để chào đón, chúc mừng cho sinh nhật tròn 2 tuổi của câu lạc bộ hôm nay. Ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt lên. Happy birthday, happy birthday to you. Năm nay nhiều thành công và sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. On this day, all together we'll be. We'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa xin được
và kính mời lên sân khấu. Phó Chủ tịch Lan Anh sẽ lên cảm ơn các nhà tài trợ công khai tài chính tổ chức sinh nhật câu lạc bộ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. 60 thành viên cũng như là khách mời trong khán phòng một lời chúc, một lời chào trân trọng nhất ạ. Và em xin phép được công bố cái danh sách của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã đóng góp cho chương trình của sinh nhật câu lạc bộ đấy ạ. Chị em không thể công khai tài chính được. Đầu tiên là chủ tịch khoa đoàn văn cộng cố vấn Đào Nguyễn Thị là 1 triệu đồng. Em xin phép được đọc tên và số tiền. Hai là chị phó chủ tịch Hương Bùi 2 triệu đồng. Ba là anh quản trị viên Nguyễn Xá 1 triệu đồng. Bốn là nhà phó chủ tịch Lan Anh Văn Thành 1 triệu đồng. Năm là anh Theo Lê Văn, người không có mặt nay, ủng hộ 200.000 đồng. 6 là anh quản trị viên Thanh Hoàng ủng hộ 500.000 đồng. 7 là chị cố vấn Hồng Vũ 500.000 đồng. 8 là quản trị viên Quang Dũng 500.000 đồng. Quản trị viên Bông Lê 500.000 đồng. 10 là quản trị viên Hương Lê Lê 500.000 đồng. 11 là anh Sáu Quý 500.000 đồng. 12 là anh Công Lê Hùng nhà tài trợ 500.000 đồng. 13 là quản trị viên chị Phương Thảo 500.000 đồng. 14 là chị Oanh Vũ 500.000 đồng. 15 là ca sĩ Tám Rảnh, chủ tịch câu lạc bộ Nha Trang gửi ra ủng hộ 250.000 đồng. 17 là chị Tuyết Hoàng 500.000 đồng. 18 là anh quản trị viên Thắng Xuân, người đang ở tận bên Dubai, 1 triệu đồng. 19 là quản trị viên Hoàng Huế 200.000 đồng. 20 là chị Trà Sứ Gái 500.000 đồng. 21 là quản trị viên Trần Bằng 500.000 đồng. 22 là chị Thu Hiền 500.000 đồng. 23 là anh quản trị viên Ngô Minh 500.000 đồng. 24 là chị ca sĩ Tuyết Anh 300.000 đồng. 25 là ca sĩ Toàn Bùi 500.000 đồng. Vâng, 26 là chị Tiên Nguyễn 200.000 đồng. 27 là chị ca sĩ Nguyễn Thắm xinh đẹp 300.000 đồng. 28 là chị ca sĩ Luyện Duyên 100.000 đồng. Và 29 là anh ca sĩ Tiến Ngọc 500.000 đồng. Và em có nhận được 1 triệu đồng từ câu lạc bộ Sông Hồng của chủ nhiệm Nguyễn Thị Hà 1 triệu đồng. Vâng, em xin cảm ơn các. Vâng, xin được cảm ơn Phó Chủ tịch Lan Anh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay anh chị em trong ban quản trị và câu lạc bộ chúng ta đã tổ chức thành công chương trình giao lưu kỷ niệm sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ. Thật sự đây là một bước đánh dấu một chặng đường phát triển của câu lạc bộ, một sự kiện vô cùng ý nghĩa và quan trọng để lại trong mỗi thành viên chúng ta những ký ức, những tình cảm tốt đẹp, giúp cho chúng ta có cơ hội để giao lưu, chia sẻ và gần gũi nhau hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các anh, các chị đã có mặt tại đây. Và sau đây xin phép được thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vị quan khách, toàn thể các thành viên câu lạc bộ chúng ta sẽ cùng khai tiệc dự bữa cơm thân mật chung vui với đại gia đình câu lạc bộ. Chúc cho quý vị có một buổi tiệc thật vui vẻ và ngon miệng trong ngày hôm nay.